Vâng, em xin chào các anh. Hôm nay thì là em bàn giao cho cái bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh cái đôi loa Tiền Đông 10S3 bác đặt đấy nhá. Đấy, đôi loa đang chạy bình thường này. Tìm đâu ra hương xưa giữa khung trời. Hai loa đang có tiếng nhá. Gió sông biển còn có ai đưa nghe hát hiu liều trăn gió. Người ơi nơi xa xăm có hiểu lòng người xưa đó không? Bông mùa tàn cùng rớt gian sâu cho xót xa một kiếp ma. Ok, thì đây là con Đền Đông đời một Đền Đông 10S3 nhá. Đấy, thì là anh nhận hàng thanh toán nốt cho em được số tiền còn lại nhá. Hình như còn khoảng 500 nhỉ, anh đặt cọc đây 400 còn 500 nhỉ. Đấy, ok nhá. Ok. Đấy, thì là số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581 nếu bác nào cần liên hệ thêm nhá. Đấy. Vâng, em xin chào các bác.